Các bác, các cô, chú, anh chị xem video của Khánh thì đã thấy trong bản này có ít người như này thì là các bác, cô, chú, anh chị có những cái cách gì giúp Khánh có thể nhanh hơn một chút thì mọi người cứ bình luận tham vấn cho Khánh nhá. Chứ nhiều khi có ít người sắp xếp đó, cái công việc tiến độ nó không được đẩy nhanh các bác ạ. Chia ra hai ba người một chỗ, hai ba người một chỗ. Bây giờ mình mới chú với cả anh em bắt đầu mới xuống lên bán. Bán đi mama. Được rồi anh. Ok. Tạm vô nhé. Ok. Bán đi bà. Ok mày. Ok. Tạm vô. Bán đi mama. Ok. Đấy, mọi người đào cũng được nhiều đây. Bây giờ Khánh mới xuống lên bản không mọi người ạ. Bác bà. Aki. Aki Irwa. Aki. Aki no 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 kava mui to bai su. Ok. Kava mui to bai su. Come sa aki. De sa iguan i de grau. Entendé? Aki auto. De se ate aki. De se ate aki. De se ate la. De grau. Entendé? Fazer assim, tá bom? Irguá, Irguá, se tu tem o cico, tá bom? Sim. Não, se tu aqui, tá bom? Já tá bom, até aqui. Até aqui, pode parar. Para, Irguá, se tu tem o cico, ok? Assim. Depois aqui, cavar mais. Depois, começar aqui, cavar baixo. Ok? Tá bem. Aqui, começar baixo. Esse é degrau, Irguá, 3 degrau. Entendeu? Não, não, essa aqui é calar. Depois daqui, é por que vamos isso chamar. Isso aqui era, Irguá. Sim. Porque tempo, depende da água. Pode descer, 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 descer até tirar água, entendeu, né? Tempo muito água, pode ficar lá em cima, tirar água. Tempo seca. Então, guarda. Descer aqui. Entendeu? Sim. Tá bom? Tá bom. Ok. Mọi người cũng đào lên đoạn trên này rồi. Ok, amigo. Thế buổi sáng hôm nay là bây giờ chú cháu Khánh mới xuống lên bản thì là mọi người cũng đã cút được đến tận này rồi bạn mọi người ạ. Tổng chiều dài được 15 mét rồi mọi người ạ. Bây giờ mình cứ cho cuốc lên đến như thế này đã. Để xem lượng nước ở đây như thế nào, nếu mà để xem cái lượng nước khi cuốc xong và đào sâu xuống xem như thế nào. Còn mình đoạn chỗ giếng kia mình để cách đoạn chỗ giếng tầm khoảng được 7 mét, 7 8 mét. Thì cũng không nước ao cũng không thể ảnh hưởng đến nước giếng được. Vì ở đây cái hố kia mình kiểm tra mạch nước nè. Cũng rất nhiều nước. Mama, theo mưa từ cá sao rồi á? Các mama là vừa làm vừa ăn sắn mọi người ạ. Mama ta cùng mẹ ô cả đấy. Mẹ ô cả. À. Bốn. Eu tenho um saco. Saco não, vai pesar muito. Saco pesa. Vai matar, não. É barro. Não, saco, meter dois pessoas, fazer assim. Não, não. Pesado, né? Pesado. Mọi người vừa là phải mang thêm xô rồi để mọi người đội đầu. Vì mọi người quen đội đầu mọi người. Chứ mọi người lại không quen đấy, kiểu mình bảo là buộc hay là buộc bao để cho mọi người 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 khênh, nhưng mọi người vừa là là nặng lắm. Nên đội đầu thì lại nhẹ. Ok, để bôi mà tin cobra mai bao đi. Rồi đã. Ok. Tí nữa thì mình sẽ hỏi bác trưởng bán với cả bạn Bia là xem là có hai ba thanh niên nàng mà mình không nhìn thấy ở đây mấy hôm nay. Không biết là các bạn đi đâu. Ừ.
mà ở bản này toàn các ba ba ma ma thôi. Ba ba Saki. Cái sao nữa? Ba ba. Ba ba bảo là hơi đau lưng một chút các bạn ạ. Ta vâng ba ba. Ok ba ba sao tới đây quá. Với tiến độ này thì là mình thấy là ở đây là toàn các ba ba mama thì tiến độ này hôm nay thì có khả năng là hết ở chỗ này, không biết có hết được chỗ này không. Chào luôn Azura Baba hả? Ok. Agora em mà tiza mà tefiu. Ok. Bia. Baba cùng chama. Antonio. Baba Antonio, Baba. Adelino. Adelino né? Adelino. Adelino. Ok. Đôi Baba, come sa cava aqui, hả? Ok. Tá bom? Fazer brime assim. Ok. Mình cho 233 là đi cuốc như này trước. Đi cuốc đất lên này trước để cho nó tơi đất rồi mình sẽ cho đánh luống. No, no cut a few á. Ok. Ok baba, fazer assim. Đi đây tụi ta tên là. Ok. Ok. Mình chia người ra mọi người ạ. Ở dưới kia thì mọi người vẫn đang đào ao. Thì là ở đây thì là mình cho các ba ba là đi cuốc lên để bắt đầu mình cho làm luống. Mình căng tạm cái dây ở giữa để cho hai ba ba là cuốc hai bên. Chỗ này là mình sẽ cho làm luống để gieo rau cải trước. Còn Hưng Nguyên là cái trục của dãy bên này với trục dãy bên kia thì mình sẽ cho trồng bí vì hạt giống mình đang ngâm rồi. Một lát nữa thì mình sẽ xuống gieo hạt dưa vì hạt dưa vừa mình kiểm tra là cũng đã lẩy mầm rồi. Ok. Tá bom, né, babá? Sim, está. Não, cortar fio, Matinho, né? Ok. Mình cho các babá cuốc lên tạm lên để cho nó hả hơi đất. Xong là mình sẽ cho các mama đánh luống. Rồi mình sẽ hướng dẫn mọi người đánh luống theo kiểu luống của Việt Nam rau rau cải. Mình bắt đầu trồng từ trên này xuống mọi người. Thì hôm nay là các babá là cứ đi cuốc thôi. Thế bây giờ mình xuống này mình trồng gieo trồng vào bầu hạt dưa nảy mầm rồi. Ở trong bán này là mình phân chia ra mỗi người một công một việc. Mọi người đang đào ao ở dưới kia, còn đâu là 1-2-3 người là sẽ bắt đầu làm gieo trồng dần vì bây giờ lượng nước nó cũng đang chưa có nhiều ấy. Bây giờ mình với chú bắt đầu là hạt dưa đây. Mình cho các bạn xem. Hạt dưa mình ủ lấy mầm rồi. Bây giờ mình bắt đầu cho đất vào bầu.
Đúng quả bầu Việt Nam luôn các bạn ạ. Mình cho bạn Bia vào đây để là hướng dẫn bạn ấy làm một chút. Mama. Vai fazer. Depois mama sabe. Mình vừa làm một ít thôi xong rồi mình sẽ hướng dẫn các mama làm. Vừa làm vừa bảo mọi người làm để biết cách làm chứ mình làm hết thì mọi người lại không biết làm. Hãy cầm tay chỉ việc cho mọi người. Nó mà tay cabin dentro, ok? Đây xà phao tabucado. Ok, bây giờ. Xin phát ra đây đủ đủ lanh bài số. Ok. Nó mùi từ phốt xà. Phát ra xì nhá. Đấy, nó mà tên mùi từ. Phát ra xì. Sao? Em thấy đấy, để bơm một tí mà tê cement thì aki đây xà phao tabucado nè. Ung, ok. Mà tê mặt tê cement thì aki để bơm một tí mai tê tabucado. Ok. Nâu mà tê mua được sale. Đây xà phao ta. Đấy mình đang hướng dẫn các mama vừa để lại khoảng gần một phân. Để chi mình cho hạt giống lên mình còn rắc đất lên xong để tưới. Rồi ok. Bebe. Pha xin đấy bây giờ. Pha ra pha xin. Mình hỏi mama với cả bạn bây giờ là có dễ làm không? Bạn bảo là làm được. Mama đâu rồi? Tao bóng pha ra pha xin. Nâu pha ra xin. Mẹ tên xin. Mẹ tên nụ sao? Nâu mẹ tên mau. Pha ra. Bố bây giờ đây là con hướng dẫn làm cho nó nhanh. Mình hướng dẫn đây mama phát ra xì ta về đi số ao tổ đi số đi qua phát ra xì nhé về về bảy nhá a xì đây xá kỳ ok mai rápido aquí ra otro ta về otro. Ok. Phát ra xin. Ta về, về. Phát ra dịch đồn đồ. Ta bộ không? Ung vết rápido. Phát ra xin. Ta về. Thế mình hướng dẫn các mama như này chứ cứ để trên tay làm đến bao giờ. Ok. Đây xà phao tabucado ok. Ok. Cái tên đe đột, ác xin. Hả? Trời đang rất nắng mọi người. Ở chỗ này là mình đang gieo hạt thì là dâm mát, còn đâu là chỗ mọi người đào ao. Đào ao nắng quá, nay nắng trời nắng. Ừ, ui giời trời nắng quá. Mama ba ba, mua từ sôi đấy nhá. Nắng quá mọi người. Các bạn tiêu xịt của ở đây là bom cái tháp bom nào isu ở đây là quạt đài để bôi phun cột chui mà ba ba mẹ tay kia ní ní số sim isso guarda o cito
Y subo de guardar aquí y después tirar de boca. Sí. No, aquí, bueno, mete aquí canto. Sí. Porque aquí nunca va más. Sí. Sí, mete tu área encima. Sí. Ok. Mình bảo là giữ lại cái cát này đúng lúc mà còn làm cái gì. Ừ. Liên quan đến vữa thì còn có để mà làm. Mình bảo chú Siku nó sẽ cho gọn lên trên này. Chứ không được xúc vào kia, đổ lẫn vào kia. Nào đa đa, cột chi phát ra coi giờ. Ok, tiếp Siku mẹ tê tu đủ canto. Ở đây à, ok. Trời nắng quá, mọi người làm vất vả. Tình hình nhà đào cái ao này cũng khá lâu đấy các bạn. Trong bản này có người ốm, người đau, người nghỉ. Mama Zola, Pia, aquí más o menos, aquí más o menos, ¿eh? ¿Ok? Más o menos de esa, siga. ¿Por qué? ¿Ok? Sí. Tipo cemento hoy se crece poco. A mañana continúa, ¿ok? Hoy se mete más o menos así, solo guarda. Mình bảo các mama nè, mấy cả Pia nè, là để có ít hạt dưa thì mấy chục cây hạt dưa thì là mình sẽ gieo trước, cho vào bầu trước. Còn đâu hạt bí để ngày mai. Ngày mai lại tiếp tục. Hiện nay hạt bí nó chưa hé, thế là mình chưa cho vào được. Bây giờ mình gieo hạt dưa thôi. Cái túi hạt dưa. Hạt dưa mình để đâu nhỉ? À đây. Ok. Bia. Bia bắt đầu phích aki về. Về mà tìm mà tê. Ok. Mình hướng dẫn bạn ấy làm luôn. Đây hạt dưa này. Úng. Ok. Mama. Bắt được tia ra. Bia. Tia ra mà tê. Ok. Mà tê cuida đúng không? Úng. Mình cho vào giữa bầu trước xong tí mình sẽ rắc một lần lớp mỏng lên. Hướng dẫn mama với cả bạn Bia làm. Cuida đủ á? Mình hướng dẫn mọi người làm từng công đoạn như này thì là sau này mọi người có thể mua hạt giống về, mọi người cũng có thể làm như thế này. Thì sau này Martin không còn ở đây nữa. Ok, hạt tiêu đen từ đâu vào đi mà. Không biết là chỗ dưa chuột này có được bán không, nhưng cái trước mắt là mọi người trong bán là sẽ được thưởng thức món dưa chuột Việt Nam đó các bạn ạ. Tao bóng bia. Bia mẹ thế. Mẹ tự đồ đen tự đồ đi mẹ. Mẹ tự fora. Nó còn thừa chỗ thiếu, còn thừa bầu thì nó mai mình cho hạt bí. Mama, nó đây xà phao tá, aki rất tay đặt nó. À ra tay nhé. Mẹ tê tê đá aki nó cái yêu. Aki, tê tê. Acabou? Acabou. Deixa eu ver aqui. Ok.
mai là sẽ cho thêm hạt bí. Sao mình chơi đi xin? Bây giờ, mà tí mốt rồi. Đó. Ừ, nó bị tự tự tắt đồng rồi. Ok nhé. Ta phao tờ nhé. Aki ta phao tờ. Aki ta phao tờ. Đi tìm ra. Đi ra. Nước bầu chưa có là mình kéo ra một chút. Fazer assim, né? Manda deitar uma cadeira no chão aqui, não tá vendo umidade. Exato. Aqui não tem. Pera, deixa. Mete fora, tira isso. Depois. Você não tem. Tira isso. Mình ủ cái chân, mình cho ủ cái chân vào. Để tí một tí nữa nó không bị trôi. Ok, assim. Ok, guarda isso. Ok, bia ve. Mete boca do assim. Ok. Não mete muito, ó. Cái này mình rắc, mình hướng dẫn các bạn ấy, không sợ các bạn rắc đầy nữa đấy, không nên được. Bô củ á. Só tapa, bô củ. Não muito, muito, não só. Não consigo crescer, entendeu? Phải rắc phủ vào mặt nước thôi các bạn. Nó giống hạt dưa này, rắc phủ thôi. Vậy là lớp màng. Mama, Não, tá lá em cima. Mama, vai buscar água. Água tá fora. Ok. Bây giờ mình bắt đầu tưới. Ok. Bô. Deixa. Tá bom. Deixa, Martin. Tí nữa nó trôi đi một tí là mình rắc phủ lên một chút ạ. Ở đây thi thoảng có mấy em gà nào mình phải quay vào không các em này. Ok, mấy có qua thế thôi. Tá bom. Ok, mình đã ủ xong cái cho hạt dưa vào bầu xong rồi. Isso guarda bia. Bây giờ. Ok các bạn, thế là hạt dưa nào
Mình đã cho vào bầu xong rồi. Được mấy chục gốc hạt dưa. Chắc là được hai luống. Mình vừa cho chú là làm cái luống đất ở bên cạnh này. Thì là để mình ủ giống hành tây 1-2 hôm xong bắt đầu là mình sẽ để cho đất nó hả hơi xong bắt đầu mình sẽ làm cây giống các bạn nhé. Đây. Chú đang chặt cái cành kia để quay cái đoạn này lại. Ba ba ra các bác. Dạ. Ok, con tin luôn. Mai đôi. Các bác ba xuống thì bảo là ăn cốt xong hai luống rồi thì là mình cho ba cốt tiếp hai luống nữa. Để mình gieo dần cái cải ngắn ngày. Bây giờ cuốc là để cho nó hả hơi. Mình bận nào mà dưới kia. Các bà đã tự đậu san như này. San như này thì trồng làm sao được cái. Bà bà. Ê so manda ka va. Ê no manda bà bà phá ra y được qua. Bà bà. Phá ra tiếp của Việt Nam ốt rồi. Entere. Ê so manda ka va. Bà bà so ka va. Ok. Só cava. Cava. Não, parece fazer igual. Só cava, cava. Depois eu fazer tipo igual em Vietnã. Entendeu? Entendeu, Bia? Aqui, angulado. Angular. Vietnã está fazendo outro. Só cava. Ó, ajuda, Mati. Thì mình cắm cái dây để cho các bà cuốc. Cuốc cho nó thẳng các bạn. Xong mình sẽ hướng dẫn anh luôn. Cứ cuốc để cho đất hả hơi đó. Bà bà, búc xá kia bố cao rồi. Ok. Tá bom, bà bà come xá. Ali, vem aqui. Tá bom. Baba cava tudo. Até lá. Outro. Baba, vem aqui. Aqui, meu. Aqui, ok? Assim. Direito. Ok, baba. Thế mình phải căng dây như này thì là thì mình đỡ mệt các bạn ạ. Thì hướng dẫn các baba là chỉ việc cuốc thẳng này thôi. Còn đâu mình sẽ hướng dẫn kỹ thuật đánh nướng nướng cao cao lên theo kiểu Việt Nam mình. Ở đây thì đến tận tháng 4 sang năm thì mới có những trận mưa to, thì có thể là mưa to đấy, mưa rất là to. Còn giai đoạn thời điểm hiện tại thì là sẽ có những trận mưa nhỏ nhỏ thôi, thì là cái độ dốc này cũng không ảnh hưởng gì đến nướng. Không thì là các bác các cô chú anh chị lại xem trên video thì lại bảo là nằm nướng như này thì đến lúc mưa to nó trôi hết. Nên trong vài tháng tới thì sẽ không có những trận mưa to đùng như thế, thì sẽ không sợ trôi luống. Còn sau này nếu mà mưa to quá thì là tầm tháng 4 sang năm ấy thì Khánh sẽ cho nằm nướng dọc. Còn giờ là tạm thời là chỉ có những trận mưa của bình thường ấy thì không thể trôi được luống. Nên là Khánh cho làm đường ngang như này. Và đây là đường ô tô đây. Là đường ô tô này sau này Khánh sẽ cho dọn dẹp và chạy thẳng. Quy hoạch bán thì là sẽ chạy thẳng đường ô tô xuống dưới kia. Còn đâu là hai bên này là tất cả các luống như này hết. Mình sẽ phân chia từng khu một. Thì ra đây mình sẽ cho gieo rau cải trước. Khi rau cải xong thì mình sẽ sắp xếp là cho mọi người là làm núng ngô. Gieo cái cải ngắn ngày này để cho mọi người đổi có cái món rau Việt Nam đổi bữa. Sau đó mình sẽ cho mọi người làm núng ngô.
thì lát nữa là mình sẽ các mama nghỉ giải nào thì mình sẽ ngồi nói chuyện với các mama. À bố nữa baba. À. Mai grande baba. Weekend. Baba. À. Mai bye taki. Ờ. Ok. Đấy, căng dây của baba cuốc thẳng cái đường mình để này lại càng ngày càng móp vào. Ok. À bố baba. Cô đi đây tụ. Ừ, ta bông. Cái đường chỗ mình căng dây kìa thì lúc đánh nướng mình chỉ cần cào một hai nhát cuốc là nên thành nướng thôi, còn chỗ đấy sẽ thành rãnh. Vì cái đất này nó cũng xốp không sợ. Nên các bạn nhìn cuốc này rất là dễ luôn nhá. Đất pha cát nên có một tí xoáy. Nên là cái đất này là làm nướng cũng dễ thôi, nhàn thôi. Mình sẽ cho làm nướng cao cao lên một chút. Tao bông, bà. Phát dây bầy nhá. Ừ. Ở đây mình có chuẩn bị cái thìa, cái bẹ và cái canh các bạn. Thì làm mình tí mình sẽ sắp xếp. Cứ để cho các bà cuốc đất đi. Để cho nó hả hơi đất đã. Xong là mình sẽ sắp xếp để gieo hạt. Đập bơi mà tìm pha xe KT đó. Việt Nam mình tả bù lì tù. Ok, giờ xuống là mình với chú lại quay nốt cái chỗ để gieo hạt giống của hành tây. Bán này chỉ có mười mấy người gọi là chủ lực thôi thì là nói chung là cũng chia ra mỗi người một việc ấy. Nên nhìn nó thưa thớt. Chứ nó không như những cái bản làng khác mà đông người hàng trăm người thì là mọi người tập trung làm nhiều. Nhưng đây thì mình phải tự gọi là niệu cơm gắp mắm ấy. Có ít người, xong người ốm người đau, xong người con ốm, xong người thì đau đầu. Nên là nhiều khi cũng rất là mệt. Nên là trong bản là có ngồi họp đầy đủ thật đấy. Nhưng đến lúc nào có thể thiếu người này người kia thì thôi, thì ai làm ít công thì ăn ít công vậy. Mình đóng cái cọc. Ở đây nó có mấy con gà các bạn ạ, nên là phải đóng vào quây vào không? Gà vào rãi hết hạt giống. Các bác, các cô, chú, anh chị xem video của Khánh thì đã thấy trong bản này có ít người như này thì là các bác, cô, chú, anh chị có những cái cách gì giúp Khánh có thể nhanh hơn một chút thì mọi người cứ bình luận tham vấn cho Khánh nhá. Chứ nhiều khi có ít người sắp xếp thôi, cái công việc tiến độ nó không được đẩy nhanh các bác ạ. Chia ra 2-3 người một chỗ, 2-3 người một chỗ. Cái cơ bản là mình bị áp được cái mùa mưa nên mình không bổ dồn mọi người vào được. Mấy cả hiện tại là trong bản là có một vài gia đình ấy là người ta đã khai hoang cái lương rẫy của người ta cách đây 5-7 cây đấy. Thì người ta mất cả lửa năm người ta đi khai hoang dọn cỏ các thứ. Thì đến mùa rồi thì là nhiều khi là người ta cũng vắng mặt để người ta còn phải đi trồng ở cái ruộng của người ta đấy. Ở xa đấy. Sáng sớm người ta đi sớm rồi thế là lúc gần trưa mình đến đây cũng không gặp được. Nên là dần dần thì là mình sẽ có nhiều thời gian để mình nói chuyện với mọi người. Chứ cái công việc của mọi người trong bản thì từ trước giờ như thế rồi, thì người ta cũng đang có ruộng sẵn như thế rồi. Và giờ mình bảo người ta bỏ hẳn này cũng rất là khó. Mình phải làm để cho người ta nhìn thấy đã. Chứ không phải là bây giờ mình cứ nói. Mình cứ nói là sau này nhiều đồ ăn thì đồng ý là người ta vẫn tin mình thôi. Thực tế là mình đang làm đây, mua hạt giống đây thì là
mọi người cũng tin tôi, nhưng thực tế là cũng phải sau vài tháng để mọi người nhìn thành quả. Được nhiều thành quả thì mọi người mới dám bỏ những cái lương rẫy mà mọi người đã khai thác ở xa xa rồi. Biết là mọi người trồng ở đấy thì cũng không hiệu quả đâu, bởi vì phụ thuộc vào thời tiết đấy. Nhưng mình cũng cần phải có thành quả thì mình mới nói được mọi người được. Mình bảo mọi người là sẽ tập trung làm ở đây, sẽ có thể là ở đây sẽ rất nhiều đồ ăn, sau này mọi người không phải đi xa nữa. Nên là Khánh chỉ làm từng bước một thôi. Con tới rồi. Vâng. Nên là mình cứ làm từng bước một để cho mọi người nhìn, và mình sẽ chỉ bảo mọi người cách làm, cách thức làm. Giống hạt giống hay gieo rau cải, hay là chiều nay mình cho đánh luống lên, thì nào mình cũng sẽ hướng dẫn tận tình để cho mọi người biết. Đấy, với mình cứ mãi mê ở dưới này, làm gieo hạt giống thì 2-3 cũng tự đánh bằng luống, bằng sát mặt đất luôn. Thế sau này tưới kiểu gì, nước mưa xuống thì nước thoát ở đâu. Thế nên là người dân Angola người ta không hiểu được những cái như thế. Người ta cứ quen theo kiểu là phụ thuộc nước ông trời, là người ta cứ cắm này, cứ cắm bừa này. Lên được thì lên, không lên được thì thôi. Ta bơ mama.